Bài thứ sáu, giải thích các điều nghi. Chánh văn: Hỏi: Nếu chỉ có nội thức không có ngoại cảnh làm duyên, thì nội thức làm sao sanh ra các món phân biệt? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Do nhất thế chủng thức, như thị như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Dịch nghĩa: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, do các chủng tử trong tạng thức trùng trùng biến ra các pháp, vì sức phát triển sanh khởi của các pháp nên sanh ra các món phân biệt. Lược giải. Hỏi: Nếu không có ngoại cảnh làm duyên, chỉ có nội thức, thì nội thức làm sao sanh ra các món phân biệt? Đáp: Luận chủ trả lời: Do thức A Lại Gia chứa đựng chủng tử của các pháp, các chủng tử ấy lại sanh ra các pháp hiện hành. Rồi mỗi pháp hiện hành lại sanh kiến phần, năng phân biệt và tướng phần bị phân biệt. Câu như thị biến, nghĩa là từ khi sanh cho đến khi chín, sự biến đổi phát triển rất nhiều. Câu triển chuyển lực cố, nghĩa là tám thức hiện hành và các tâm sở tương ưng, nào tướng phần, nào kiến phần, vân vân, đều có cái năng lực hỗ trợ cho nhau, nên sinh ra các cảnh giới thế gian bị phân biệt và các món phân biệt, năng phân biệt. Chánh văn: Hỏi: Nếu chỉ có nội thức không có ngoại cảnh để làm trợ duyên, thì tại sao lại có chúng hữu tình sanh tử tương tục? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Do chư nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thục khí tần, phục sanh dư dị thục. Dịch nghĩa: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, do tập khí chủng tử của các nghiệp và tập khí chủng tử của hai thủ, năng thủ sở thủ cùng nhau làm duyên, nên thân dị thục bảo thân đời này vừa hết thì lại tiếp tục sinh ra các thân dị thục đời sau và đời sau nữa. Lược giải. Hỏi: Nếu chỉ có nội thức không có ngoại cảnh làm duyên, thì tại sao hiện nay thấy có các chúng hữu tình sinh tử tiếp nối luôn luôn? Đáp: Do có các nghiệp làm duyên nên chúng hữu tình sanh tử tương tục. Chữ chư nghiệp, nghĩa là nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp bất đồng, tu thiền định. Chữ nhị thủ, kiến phần, năng thủ, tướng phần, sở thủ, hoặc danh, tâm và sắc, vật, hay tâm dương và tâm sở. Chữ tập khí, tức là biệt danh của chủng tử. Như người viết chữ, khi chưa viết thì cái công năng tập quen, tập khí đó, nó tiềm tàng, núp ẩn trong tay, người không thấy được. Đến khi viết chữ là do cái công năng tập luyện khí phần ngay trước đó, nên nay mới viết được. Bởi thế nên chủng tử, công năng tiềm tàng cũng gọi là tập khí. Báo thân của loài hữu tình gọi là thân dị thục. Khi thân dị thục hiện tiền sắp diệt, thì chủng tử của các nghiệp làm sơ duyên và chủng tử của hai món thủ làm thân duyên tương tục không dứt, nên làm cho sanh ra thân dị thục đời sau. Bởi thế nên các chủng tử hữu tình khi sắc thân này chết đi thì lại sanh ra sắc thân khác, do đó mà sanh tử nối luôn, không biết chừng nào cùng tận. Chánh văn: Hỏi: Nếu chỉ có thức mà thôi, tại sao rất nhiều chỗ trong kinh Phật nói có ba tánh? Đáp: Phải biết ba tánh đó cũng chẳng ngoài thức. Hỏi: Tại sao vậy? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Do bỉ bỉ biến kế chủng chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, duyên thành thật ư bỉ, thường diễn ly tiền tánh, cố thử giữ y tha. Phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bị. Dịch nghĩa:
luận chủ nói ba bài tụng để trả lời rằng: do tánh biến kế sở chấp, vọng chấp tất cả các vật, tánh biến kế sở chấp này không thật có tự thể, còn tánh y tha khởi là do các duyên phân biệt mà sanh. Tánh duyên thành thật là do trên tánh y tha khởi xa lìa tánh biến kế sở chấp mà hiện. Bởi thế nên tánh duyên thành thật đối với tánh y tha khởi cũng khác mà cũng không khác, vì không thể tách riêng được. Bởi thế nên nếu không thấy được tánh duyên thành thật thì cũng không thể thấy được tánh y tha khởi, cũng như tánh vô thường vân vân đối với các pháp cũng khác mà cũng không khác. Lược giải. Hỏi: nếu chỉ có thức mà thôi thì tại sao trong các kinh rất nhiều chỗ Đức Thế Tôn nói có ba món tự tánh: một, biến kế sở chấp tự tánh; hai, y tha khởi tự tánh; ba, duyên thành thật tự tánh? Đáp: luận chủ trả lời rằng ba món tự tánh Phật nói đó cũng không rời thức, song còn e người không tin nên luận chủ nói tiếp ba bài tụng để giải thích nguyên do. Tánh biến kế sở chấp này là do chúng sanh vọng chấp ức đạt mà có. Như bên Âu Châu, có nhà học giả thấy bộ xương khỉ giống bộ xương người, nhân đó họ nghi ngờ và ức đạt rằng: loài khỉ tiến hóa thành loài người, rồi đề xướng lên cái thuyết động vật tiến hóa. Darwin. Từ đó về sau họ mới chủ trương rằng tất cả vật trên thế gian đều do tiến hóa thành. Bởi thế nên bài tụng nói vọng chấp tất cả vật, vì vọng tưởng ức đạt chứ chẳng phải thật có. Dụ như lông rùa sừng thỏ, nên bài tụng nói tánh biến kế sở chấp không có thật thể, thử biến kế sở chấp từ tánh vô sở hữu. Còn tánh y tha khởi là do phân biệt các duyên trong thế gian mà sanh. Thí như người nhầm con mắt xem hư không, thấy có cát hoa đốm, rồi khởi vọng tưởng phân biệt hoa này đỏ hay trắng, tốt hay xấu, giống thật hoa hay không, vân vân. Họ không biết rằng trong hư không chẳng có hoa, do nhầm mắt nên thấy có hoa, y tha khởi. Trong tánh y tha khởi có nhiễm và tình. Nếu lìa được phần nhiễm ô, tức là tánh biến kế sở chấp, thì đặng phần thanh tịnh gọi là tánh duyên thành thật. Cũng như nước và sóng, nếu sóng sao động lặng thì tánh nước yên tình hiện ra. Bởi thế nên tánh duyên thành thật với tánh y tha khởi không thể nói khác hay không khác. Cũng như nước với sóng không hai mà cũng không phải một. Câu như vô thường đẳng tánh nghĩa là trong kinh nói tất cả pháp vô thường, khổ và vô ngã vân vân. Vô thường, khổ và vô ngã là tánh chung của các pháp, còn các cảnh vật như núi sông cỏ cây vân vân là tướng riêng của các pháp. Vì tánh tướng không rời nhau nên vô thường, khổ, vô ngã đối với các pháp chẳng phải khác và chẳng phải một. Câu phi bất kiến thử bỉ nghĩa là nếu không thấy được tánh duyên thành thật đây thì cũng không thấy được tánh y tha khởi kia. Nghĩa này không những trong đạo Phật, ngay đến người thế tục nếu không tu theo Phật pháp để ngộ tánh duyên thành thật thì cũng không thể thấy được các pháp y tha khởi của thế gian. Chánh văn. Hỏi: nếu đã có ba tánh, tại sao Đức Thế Tôn lại nói tất cả pháp đều không có tự tánh? Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: tức y thử tam tánh, lập bỉ tam vô tánh, cố Phật mật ý thuyết, nhất thế pháp vô tánh, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hầu do diễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh, thử chư pháp thắng nghĩa, diệt tức thì chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức thật tánh. Dịch nghĩa: luận chủ nói ba bài tụng để trả lời rằng Phật y cứ trên ba món tự tánh này mà bậc ý nói tất cả pháp đều không có tự tánh. Một, biến kế sở chấp không tự tánh vì tướng hy vọng vậy.
2. Y tha khởi không có tự tánh, vì do các duyên phân biệt sanh, không phải tự nhiên có. 3. Duyên thành thật không có tự tánh, do xa lìa tánh biến kế hư vọng, chấp ngã chấp pháp mà hiện. Đây là nghĩa thù thắng của các pháp, cũng gọi là chân như, vì tánh nó thường như vậy, cũng tức thật tánh của duy thức. Lược giải. Hỏi: nếu có ba món tự tánh, tại sao Đức Thế Tôn lại nói tất cả pháp đều không có tự tánh? Đáp: luận chủ nói ba bài tụng để giải thích. Phật y cứ trên ba món tự tánh rồi giả lập ba món vô tánh. Đã nói Phật giả lập ba món vô tánh thì biết rằng chẳng phải thật vô. Sở dĩ Phật phương tiện mật ý nói như vậy chẳng qua để đối trị cái chấp ba tánh mà thôi, chứ không phải thật ý, cũng như dùng ba món thuốc để đối trị ba bệnh. Ba món vô tánh là: một, tướng vô tánh, nghĩa là tướng biến kế sở chấp hư vọng không thật có. 2. Tự nhiên vô tánh, nghĩa là do các duyên sanh không phải tự nhiên có, nên cũng gọi là sanh vô tánh. 3. Thắng nghĩa vô tánh, nghĩa là xa lìa các dòng chấp ngã chấp pháp rồi mới hiện ra tánh này, nên gọi là thắng nghĩa vô tánh. Thắng nghĩa vô tánh cũng tức là chân như, vì tánh nó chân thật không vọng, thường như vậy, cũng gọi là thật tánh của duy thức.